Kính thưa toàn thể quý vị, một triết gia đã từng nói, trần gian này được tạo dựng trong tình trạng lên đường để hướng đến sự hoàn hảo cuối cùng mà Thiên Chúa đã đặt để cho chúng. Ngài đã tạo dựng vũ trụ này như món quà vô giá dành cho con người. Thế nhưng, sự tốt lành của vũ trụ này đã bị con người làm hoen úa bằng những tội ác. Như lời của Đức Thánh Cha Francisco đã nhận định, tội phạm đến thiên nhiên chính là tội ác chống lại chính chúng ta và chống lại Thiên Chúa. Mẹ thiên nhiên đang kêu cứu trước sự vô cảm của con người và Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta một sự hoán cải môi sinh đích thực, ngõ hầu cộng tác vào chương trình của Ngài. Đó cũng chính là thông điệp sẽ được gửi đến quý vị qua vở kịch do quý thầy Đại Chủng Viện Vĩnh Thanh dàn dựng và biểu diễn với chủ đề Thử Việc. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Ủa, đồ chị mới khỏi đi bếch, trẻ nhà à? Ủa, 40 tuổi rồi mới dư he no, thầy hơi rún. Mới quen này con em người dân nghiệp á. Ra gặp bạn kia mới nói đến mấy bánh sáng mới cho má mối. Eo dầm nhầm cái chị rồi. Ai ăn chuối, thường Nguyễn ăn chuối mà vứt lung tung cái gì? Chuối hay chị đấy, eo. Eo nó phải kích chỗ. Má ơi là má ơi, đôi giày mới mua cái triều để hèn con em mà dư rí đi. Cha ơi, ai nuôi chó mà cứ để đẻ lung tung hết rí. Chán thật á, mất cả đôi giày. Trời ơi, mà nhiều lúc nhìn xấu xa hơn là tài chúa đó. Tao ra con chó mà dân ẻ con nơi có trốn. Để ra ngoài đường ẻ lung tung hết rí. Mà hứ được cả đôi giày rồi. Mà được cái chuồng đó, tôi mân đó. Được, ta đồng ý. Ai nói đó? Ai nói chi đó? Ta đồng ý để ngươi làm chúa thay ta một thời gian. Thật đó, ai nói đó nói chứ em hiểu tâm lý em sợ lắm. Ngươi sẽ có quyền năng như ta, làm được mọi sự, nhưng không được phá hủy vũ trụ tốt đẹp ta đã tạo ra. Và không được đi ngược lại lòng thương xót của ta. Wow. Tỉnh ấy mơ đấy bấy. Tỉnh ý em. Tỉnh đi, tỉnh đi. Đúng là mình đang tỉnh mà. Cứ thử đi sẽ biết. Ta đi đây. Này. Nếu mà thật á, thì cho em hướng dẫn sử dụng trước khi chung vậy. Sờ trong túi áo ngươi xem. Túi áo á? Đừng có lừa em nhá. Cái chí không dùng cho phụ nữ dưới 2 tuổi. Trẻ em đang mang thai và đàn ông đang cho con bú. Cái tờ này là mình mới mua thuốc bốc quá chứ. À hình như là tờ này tờ màu màu này có lẽ đúng rồi. Quả cái gì đây bấy? Muộn làm chỉ là làm nên, đừng ước muộn lúng túng quá. Ta là mẹ ơi, ta
chẳng lẽ cái mồm mê như anh ghé gỡ mất đi á, nói chí ra liền á. Thời đại hôm một rồi mà chỉ có chuyện rờ đi được, thử mò. Wow, mình cái rửa man sạch trấn cái chỗ luôn, nó lưới tìm mố nữa. Bóng lồn luôn đó anh à, có nè, nó có chí nữa. Wow, lẽ là mình có vẻ thật bế. Thử mò, cho em một tí chỗ. Wow, có gió thật à bế. Wow, gió mà nhẹ hè. Anh nốt gió thì cho anh thử có anh thì sẵn nữa. Hài, nói ra giả man thật là hài. Quá. Ủa mày mưa đi nguy hiểm mà đấy à. Nốt rửa thì chó thì mưa thì có được không? Quá, mưa thật. Quá, đá đỉnh ơi, lấy cái ổ kè cái hộp đó rửa thiệt đấy. Ê, nếu mang có ổ thì dừng lại. Dừng lại đi. Vô trời, ta hợp đây tóc và dư mứa này thì nguy hiểm. Dừng lại đi. Wow, trời ơi. Cảm giác mà vui mừng anh đi thì mình phải cho chim hót. Chim ra đỉnh mệt, chim có tóc mà họ thấy rất kịp. Thôi, chim ơi, dừng đi bơi đêm đừng có hót. Wow, cảm giác sướng anh đi là phải cho một bài nhạc trẻ đi. Quá trời ơi. Quá. Dừng. Xin lỗi yếu mà không yếu được nữa thì đòi lại qua chứ. Để gấu, làm gì mà lồ. Gấu yêu, trời ơi. Ủa trời ơi. Sao em nay đi nhanh thế? Chờ anh với trời. Quá. Trời. Sao nay trời. Nam nữ yếu nháo à? Em đẹp quá trời luôn. Quá có to cho bà con gói nhá. Hôm nay anh muốn nói với em một điều cực kỳ quan trọng của đời anh. Em muốn nghe không? Trời, hôm nay anh muốn nói với em là đó là anh ghét em vô cùng. Anh lừa đấy. Ôi trời, sao mọi hôm là thưởng nhưng anh hôm nay không thấy thưởng à? À lại thưởng à? Biến này. Anh ốm à? Quái lạ, em luyện rồi mà không anh không ốm đâu, anh bình thường thôi. Anh chịu được thì chúng ta xịt ra đây tìm một tí nhá. Trời ơi, đứng thẳng lên. Lại nhá. Biến này. Anh chơi em chơi thì không phải. Không phải, thằng lại giữa hai phát đều chật ra giữa anh. Em lại. Trời ơi là chả làm mẹ ơi, bữa đi em có phép rồi. Em có phép với ba con ạ. Ấy ông mình chứ lấy làm mình cơ ấy. Quá trời ơi. Có phép thật. Quá, wow, à, điện thoại. Điện thoại gì biết. Alo. Chứ hỏi ai đâu chạc đó. À cô cứng của anh à. Anh đến Tuần Nghĩa đấy, Tuần Nghĩa nhà em đẹp thật đó. Em đang ở mốt đó. Ừ Công Hầu nha thơ Tuần Nghĩa. Ừ chơi anh 5 phút đi ra liền nhá. Chơi đó nhá. Ừ chơi anh với. Sáng hôm sau. Gầm biển đó, im lặng ít con gà đi. Ê tụi đi nhờ về khuế gì nhọc thật đó. Wow, trời ơi 40 tuổi rồi mà xương cốt rã rời đấy. À chó. Mình vừa nín quên mình có phép rồi hả? Cho tiếng nhạc có tập thể dục mà. Ủa?
làm được. Má Chúa mất sao má nó phải em hài lưa. Chứ ai đó? Em đã sống đấy. Sống chí? Sống cô giát à. Wow. Chú không nhìn ra em nữa. À là sống cô giát hả? Dạ. Trời ạ. Tôi cứ từng làm má. Rất sáng sớm nữa như ta đang tập thể chục thì chạy đi. Đến quầy rơi sớm nữa. Ôi trời ơi chú ơi. Con khổ lắm. Chú có anh ấy. Mới sớm dậy mà người ta đã xả bão nhiều lên nước thải lên người con ơi chú ơi. Ôi trời ơi chú ơi. Nước thải của nhà mày bia này, nhà mày sẵn chùa này. Nước thải này mày bao nuôi lợn chùa này, mày ống nuôi tôm chùa này. Trời ơi, màu vâng vang cái chùa này, chùa thấy không? Hèn chỉ ăn thủy rinh ý, tôi mới ngửi được. Thủy à chúa? Ừ, ăn thủy rinh luôn. Con mới xả con phó sống mà. Con phó gọi là con phó từ Trung Quốc ấy cậu. Nó phải mà. Mà, sống câu giả túi trốn đẹp lắm mà nắng hình nhìn chỉ hơi khác khác cái gì nữa. Có gì mà khác không chùa mò? Sông thì bên lôi, bôi bên lở chứ chúa. Nhưng mà hân bôi hơi tỏ chùa này. Không, à cái mô cứ nghĩ được cái chỗ nữa thế. Tôi ngồi lên cái chỗ bên đó bên nhỏ của chị mà kể gì, tôi quan tâm. Để rắn là chúa. Tôi hỏi chị rắn là đàn ba con gái mà. Ăn mặc kiểu chị mà làm phù kiên được trời ơi. Phù kiên mỗi chúa, con mới đi mặc. Con người hầu mặc cho con đó chúa nè. Trời ơi, tủi thân con làm chúa ơi. Ghê gớm. Cái gì mà buồn vứt là người ta vứt chuồng sống hết chùa nè. Chùa cói đây. Ông tiêm chùa này. Ôi trời ơi. Vô quýt chùa này. Con bao nhiêu thứ nè chùa nè. Ông sưa chùa này. Chùa cói đây. Ôi trời ơi chùa ơi. Ba mô mời vứt cái bìm muốn đi chùa này. Vứt chùa này. Đào ơi. Cái bìm chùa nè. Con đây chùa này. Cái bìm này hai con lần chết chùa này. Hai con lần chùa này. Ôi trời ơi. Con thủy thủy. Mà rắn này đáng là chị về đi nói với ai chứ rắn này là kéo túi. Kéo ơi chúa, thì vì kéo mới đang được, bây giờ người ta phun thuốc sâu nhiều chỗ nữa. Cái mạch nước ngầm của con nó cũng bị ố nhiều mới chúa nè. Thôi. Chị đừng có cổi mạch nước ngầm của chị ra là mất sự trong trắng của túi đó, túi chưa yêu ai không? Dạ. Mà nói tóm đi tóm lại là hai tóm thế thì chị đến đấy có việc gì nói thẳng thôi. Để túi tập thể dục rồi mà. Thì trước đây chùa tàu con nến xinh đẹp nữa, lồng lầy nữa, ăn thẳng tập ấy. Mà bây giờ nhùa đen đùa đi thì mà đang được chùa. Chùa mà đang con sạch sẽ lại chùa. Thì mình rắn mà mình được. Mình nhớ ra rửa thế. Hay là chùa phạt con người đi. Họ làm con bẩn đi chùa phạt đi. Nói bậy. Mới lề long thương chó to đùng ở xóa đai đâu mới chứ phạt. Phạt ả, phạt loài ngứa rồi lắm được. Rửa thì mà được chùa, chùa tìm cách đi. Cách chí hết, chứ có cách chí trốn sạch hay được hay? Chủ tìm cái kiểu giúp con với. Rắc rối hay. À, thôi dư lý này, dạ. Chỉ có ý kiến ý thôi. Chị cứ về đi, dạ. Tôi sẽ cho một trận mưa thật to. Dạ. Cuốn tất cả đấy bìm, thế lợn chết, thế rạc rưởi đấy người chị ra biển. Dạ. Dù sao biển to, từng ăn thua chứ cả. Dạ. Nha. Rồi dạ. Chị về đây tôi giải quyết hết. Cảm ơn chủ con về nhá. Ừ, về đi hay. Dạ. Nói ra mà gặp ai nói tuổi đi khỏi hết. Dạ. Mà đi cho thẳng mà về đi rác đồ cả nhá. Sống thì vì đi uốn lượn đấy chúa. Uốn lượn nó bên to bên nhỏ đúng không? Trời ơi đau lưng. Chúa ơi, trời ơi, khổ thế. Nà cái án ấy nói chúa đi khỏi mắt rồi, cũng nói chúa. Phải. Trời ơi, khổ. Chúa. Này, chàng sớm đến làm chi rồi? Bà là thằng mố. Hấy. Con là trời đất đấy, chú không nhận ra. Con là tài con già chậu đấy, chú không nhận ra chứ chị. Nhìn dạng là biết này, đây. À, đúng rồi, cái dạng mà coi mà. À, vẫn là 23 độ, 27 phút. Ôi, cái dạng vẫn nó ngon mà, nó nghe nhìn. Dạ, già nhưng mà dạng nó chừng. Ừ, anh ra những mà công nhân giảng 3 tuần nhưng mà hỏi thì ba cho ba ăn theo bọn chính ít cái đấy ăn bác khỏe hàng đi à, ấy hàng họ lôi hết á. Ra đây hàng mà khỏe nữa. Chú ơi. Chị. Khổ lắm chúa. Răng. Mưa này lên đấy nè, là để xin chúa chừa nhưng mà cái bệnh. Như ba thì có bệnh gì? Bệnh nặng lắm chúa. Nặng làm ba nói chứ. Dạ, con đó là
nóng toàn thân ạ. Nóng toàn thân à? Nóng toàn thân biết bằng gì vậy? Nói rõ triệu chứng đi. Dạ, cụ thể chú đừng lại con nói cái không? À, thì đứng. Dạ, cái bệnh của con ạ, đó là ngày thì nóng rán ấy. Mà đếm thì lành cái cọng. Lành cọng à? Rồi thì người thì cậu kỉnh, hay tức giận. Huyết áp và khí thì tăng cao này. Mà khí tụt này. Khí tăng, khí tụt. Dạ. Rồi thì nọng thì thất thường, chỗ nọng chỗ lành. Dạ. Hình như mình theo hiểu biết của Túy á, là cái bệnh ấy là khoa học gọi là hội chứng biến đổi khí hậu. Mà theo Túy nghĩ thì nó can thi hết á. Vì khi dựng nên người bà, trên thân thể bà chúa tạo dựng nên những cái khu rừng rất chí là rầm rạp. Những khu rừng này là điều tiết nhiệt độ cơ thể bà, khiến bà nhiệt độ luôn ổn định. Về hay. Cái gì rừng á? Ừ. Cổ mà nữa. Chặt hết cả rồi. Wow. Chùa cõi này thường nguồn nó đột cho vàng này này. Mà hà nguồn nó chặt cho trọc đấy đây này. Có wow. Mà này. Vì cái nhu cầu làm đẹp nó cào trọc trớn nó được luôn à? Hết rồi. Wow. Từ chân núi đến đỉnh đôi. Dạ. Wow, chả là mẹ. Dừng rắc rủ đấy này. Dừng răng đấy. À, dừng rí này, 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 đấy này. Ừ. Khổ đấy. Rí nhá. Ai ô ô ba cầm vị thuốc cái về uống hay. Cái món mà nó tăng nhiệt độ ấy, ba mới đi vài viên nó lên cái tuổi nha. Thuốc đây. Thuốc hạ sốt. Hạ sốt ạ. Thuốc hạ sốt đó. Chứ thực ra tôi nghĩ là do ba nóng lên này, do gần mặt trời quá. Để đó tôi đẩy mặt trời ra xa, tôi kéo mặt trắng lại. Vì ở trong cái quyển kinh dịch Hàn Việt nó là mặt trắng có tính hàn. Sẽ làm ba mặt lên nha. Có vấn đề tí một vặt nữa nha. Hey. Dạ, rửa con về đây trăm sự nhớ chú hay. Nha. Đây, về. Mà đi cho thẳng mà về. Cái gì? Đi thẳng á? Ừ. Chùa quên á. Đây đặt về đi đúng quỹ đạo cho mà đi trật này. Thiên thái cần đấm bể mặt đấy đó. Vừa mới nhắc xong. Có hai người ngôi sao mà đi mà trật quỹ đạo đấm nhau thế. Chả là mẹ ơi. Mình tưởng mình chúa sướng lắm rồi, hóa ra là nhiều việc ghê cực. Mới sáng sớm tấp tới chút mà có hai cá phức tạp rồi. Mà ơi là mà ơi. Trời ơi, mình chúa này thì có lẽ cũng sướng lắm á. Đừng có tưởng chúa ăn rồi mình chỉ thấy. Chúa nhiều việc cứ cả đứng cái múc nữa đâu, không phải đơn giản không? Trời ơi, đói bụng đi. À, chó mình có quyền này, chó bát mì tôm này. Bát mì tôm này. Ủa, wow, mua rồi bác. À, mình quên nói địa điểm. Ủa, wow, chú xuống dưới bàn luôn. À, quên đi. Bán mì tôm về ở đến bàn chứ. Trời, mì tôm mà, mì tôm không ai mà nọt được. Cho mình bò thường nguyên mà. À. Mời bà con ăn sáng ha. Cốc. Thịt bò chỉ mà dài đi mấy. Cốc. Ai đó? Ai gọi đó? Con là rắn. Và rắn á? Rắn đi về đi chứ em thê em sợ rắn. Cốc. Dạ, mì tôm. Cốc. Ai gọi đó? Đang ăn sáng mà. Con là rắn. Và đã bảo rắn đi về đi chứ em sợ rắn nó nói mãi nhé. Cốc. Rằng mình chúa mà anh gọi mì tốm nổi sống. Cốc. Ai ngồi đó? Chúa biết rồi, con là rắn. Thôi vào đi. Vào đi. Trời ơi, anh chúa mà bát mì tốm ăn xong. Qua, rắn tí mà gỡ mà đi bay. Qua. Dừng cho em hai rắn. Dừng đi, xin mì ra rừng. Dừng. Cốc. Trần người yêu đi rắn kiểu vô cùng mà kính cốc cốc ngoài nữa. Dạ không, cố đến đi mình ạ. Cốc. Cố đến đi mình chứ ai gọi ngoài á? Con là dạ. Gấu. Wow, gấu à, mới gặp cái tuổi mà đến sớm rồi em. Vào đi gấu yêu, này,
gấu của ta đến chơi, ngươi mà lằng nhằng mà làm gấu ta sợ là ta cho mất đuối ra ngay nhá. Dạ. Nhớ đó. Con chào chúa. Trời ơi. Tưởng là gấu ngươi ở chỗ hóa ra là gấu thân à? Đúng. Sáng sớm hai đứa đến đấy có việc gì nữa? Ấy. Dạ, dạ, dạ. Xin chúa bảo vệ cho loài rắn hổ mang của chúng con ạ. Loài rắn của con bây giờ là bị tận diệt trong những cái bình rượu. Khiếp khủng lắm ạ. Chết. Cha con cũng rứa. Xin chúa bảo tồn nồi gấu chúng con ạ. Chúng con bị hành hạ ghê gớm lắm. Chắc là tuyệt chủng mất thôi. Thường ngày người ta gọi người yêu của mình là gấu yếu mà. Ta tưởng người ta yêu người lắm chứ. Làm gì mà có chuyện đó hả chúa? Hầu hết như nồi gấu chúng con đang bị giam ở trong các lồng cũi, bị hút mật đau lắm á. Hút mật à? Ghê gớm á. Tóm lại là hai đứa đấy đến đấy có việc gì và muốn ta làm gì cho hai người? Dạ, xin cho nồi gấu chúng con bớt bị hút mật ạ. Và xin cho nồi gấu chúng con sinh sản đông hơn ạ. Dạ. Xin cho loài rắn của con cũng sinh sản thật nhanh ạ. Và có một đôi chân thật dài để chúng con chạy chứ bị giết. Tưởng chí cho đẻ nhánh thì ok luôn. Ta thể cho các ngươi đẻ nhánh, đồng là đẻ. Đồng là đẻ. Chỉ cần lược mắt đứa tinh cửa là về cổ thái đi. Ok, được chứ. Riêng ngươi ta sẽ cho ngươi thêm hai chân nữa. Cho ngươi hai chân nữa để ngươi chạy khỏi sự săn bắt của con ngươi nhá. Dạ, con chào cho con rê. Rồi, về đi. Rắn gì mà xinh gớm. Thế cái à cú tố à vẫn chưa về à? Trời ơi chúa ơi. Đình làm thí chúa đó ấy. Trời ơi chúa ơi. Đình làm thí chúa ở đó. Tôi biết rõ là cả vùng này bây giờ chỉ còn có mỗi một mình con là con gấu cái duy nhất con được ở ngoài. Mà không có gấu đực thì sinh sản cách chi hả chúa? Lứa hả? Lứa chắc may là gấu cái hả? Vâng. Các anh gấu, mấy anh gấu đực thì bị hút mật, rồi cũng ốm yếu, bệnh tật, chả mần ăn chi được cả chúa. Đứng ngại ngại cho táng phải là gấu đực mức. Dư lý, cứ về rồi tìm gấu, tuy tìm gấu đực cho anh nhé. Nhưng mà nhờ chú kiếm không được thì sao ạ? Kiếm được thì lái bò. Ý kiến hả? Vậy thì ra thân gấu đầu bò hả chúa? Thì người không nghe người ta nói có nàng tiến cả này, vừa người vừa cả này, rồi có khỉ đâu chỗ này. Không được đâu, con bắt đền chúa. Con bắt đền chúa. Túi nó phải gậu mô. Trời ơi là trời. Mần chúa này thì xem mô mần rồi vậy ạ. Ăn gói mì tôm mà nó giờ nở tuẹt, ăn có đau bụng nó không biết. Trời ơi là trời. Chú. Lại chú. Nhà. Còn rất nhiều người đang ở ngoài kia muốn gặp chúa đấy ạ. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng có bao giờ mà nói lại với áo người đó. Người cứ nói lắp rồi ai mà nghe được. Có việc gì? Nói đi. Còn nhiều người ngoài lắm. Còn nhiều người muốn gặp ta hả? Quả có cho viên hay cho hợp nữa hả? Gửi ra gom tất cả các ý nguyện vào đấy. Rồi ta có thể làm việc trên giấy tờ. Thì gặp từng người một, đóng ra rửa mình nắng mới xong được. Nhanh ấy. Giết sợ chúa. Trời ạ, mì tôm nở chuẹt ra đi rồi bấy. Ăn về tối mà đau bụng thì chết. Thịt bò chứ mày giải gì? Trời ạ. Wow, nhiều đi à. Mình cái mưa cho sống. Trời ạ, chị tí. Lạy chúa, xin chúa cho con ngày mai trúng đề. Đề à? Đề nghĩa là đề thí hay là đề đỏm đấy? Khó hiểu quá, viết rõ ràng lanh mạch kia, bỏ qua. Lạy chúa, xin cho chồng con biết ngoan ngoãn. Vợ mà, xin cho chồng biết ngoan ngoãn ghê gớm mất đi à. Lạy chúa con khổ lắm,
xin Chúa cho vợ con đừng bài bạc che chén say sưa. Quả chả là mẹ ơi đàn bà thuần nghĩa. Không phải nói em nói thuần nghĩa nhá. Đàn bà mà gớm ra rí gì chỉ các thầy nó đi tú. Quả nó nhiều đi à. Còn mấy chồng ngoài đó chú. Trời, rí khi muốn tôi xong giữ đi ống giúp mình với ấy. Bằng cách nào? Ông đọc câu hỏi, mình đọc đáp án. Giống như cái chương trình chỉ mà có con dẫn chương trình nhìn xinh xinh đó. Chương trình gì mày hay xem đó? Olympia. À đúng rồi, tiếng Anh nó kém. Olympia đúng rồi. Mày đọc câu hỏi, tôi đọc đáp án nhá, nhanh đi nhá. Cầm nói lắp nghe chứ. Nhanh. Phần thi cầu nguyện xin được phép bắt đầu. Bà con giáo dân thuận nghĩa, xin cho cha xứ luôn được sức khỏe và bình an. Đồng ý đi. Hiệp hội bảo vệ chim, xin cho các loài chim bay qua thanh dạ được an toàn. Wow, thanh dạ nguy hiểm đó đúng không? Nguy hiểm. Đồng ý. Chị gió xin cho trời mưa thật to để bán được nhiều áo mưa. Đồng ý luôn đấy. Anh mây xin cho trời nắng để phơi hai sân thuốc lào. Đồng ý luôn. Nhưng mà chú vừa cho mưa xong. Đấy, cả mưa cả nắng, cả gì mà. Cả mưa cả nắng. Nhanh. Bà con giáo dân Cẩm Trường, xin cho Lai tạo được giống khoai lang củ cực to. Cho hỏi cho bà con Cẩm Trường thích khoai to bằng từng mốt. Tập vả nhá, cho khoai to bằng tập vả. To bằng tập vả nhá. Anh Tài xin cho làm ăn phát đạt ạ. Cho anh Tài làm ăn phát đạt luôn đấy. Bà chú ơi. Cái lão này bán con tài. Thôi, nếu mà bán con tài đừng bán đạt nguy hiểm lắm. Bỏ quá. Rút lại phép ấy nha. Hiệp hội các cử nhân thất nghiệp, xin cho nhanh có công ăn việc làm ổn định ạ. Đồng ý luôn. Hội người cao tuổi giáo xứ Sông Ngọc, xin cho được cầm súng đi đánh bọn IS ạ. Quả đúng rồi. Ừ, trả rồi mà vẫn gớm rồi. Chó họ đi đánh ấy. Ông Sang xin cho con chó vét dê nhà hàng xóm nhanh chết ạ. Quả trời ơi, trời chết nhưng mà còn thích chó ăn thì nói chí nữa. Quá nó nhiều chứ hết à. Đang nhiều lắm chú ạ. Dừng đi nè. Chúa lòng lành và công bằng vô cùng. Chia đôi ra 50-50 cho ta. 50-50 ạ. 50-50. Đấy, bằng chặt chưa. Chúa là phải công bằng nhá. Bên này cho đồng ý, bên này cho không đồng ý cho nhanh nhá. Nó bỏ tiền, tổng tiền vô. Tiền đâu. À đây. Bên này không đồng ý này, không đồng ý này. Rồi. Liệt nghỉ chú ạ. Nghỉ nhá. Chúc mừng chú đã hoàn thành phần thi. Nghỉ liệt đấy này. Quá chả là mẹ ơi. Liệt đấy. Khá nặng. Một sao. Mình đùa một tuần mà liệt rồi đấy. Nóng rét. Lấy cái chán cho lạnh trình gớm ấy. Chán. Chán đâu nhỉ? Chán đâu nhỉ? À đây. Chín mấy cái. Ôi trời, lại rớt rồi. Chúa nằm cho yên. Cả nóng cả rét tiêu mất nắng nổi mít. Chuyên trái này là trái thứ mấy rồi? Trái thứ 15 rồi đó chú ạ. Đợi chưa? Đợi cái con khỉ. Cả nóng cả đây. Đắp chán vớn lại nóng cho tí gió đi. Gió à? Ừ. Gió lấy một à? Cho con bưng cái tay cái nhá. Gió rồi. Sao được? Liệt đấy. Dạ, con chào Chúa. Chúa ơi. Chị đó. Nhà có khách. Ai đó? Con đó biết. Ai đó? Ai đó? Dạ, con là Phêrô Khoa. Khoa muốn nói cụ thể đi. Khoa. Chúa ơi. Con nhớ ra rồi. Thánh Phêrô Khoa thuận nghĩa từ đạo đó chú. Khoa thuận nghĩa hả? Chào Thánh. Có việc gì rồi Thành?
Dạ lạy Chúa, giờ mấy hôm nay thời tiết khắc nghiệt, khí hậu thất thường, môi trường nước sạch thì ô nhiễm nên bệnh tật sinh ra rất nhiều ạ. Bệnh cho Chúa nhưng bệnh liệt rồi con này. Chúa cũng bệnh rồi. Dạ đặc biệt là bệnh ung thư ạ. Không hiểu sao ngày hôm nay người ta chết trẻ với chết ung thư rất nhiều. Con chở nguyên cả xe container đến với Chúa đấy. Container tiên khẩn không? Dạ không phải đâu ạ. Container những lời cầu xin họ xin cho được bình an, xin cho được sức khỏe, xin cho có công ăn việc làm ạ. Mà không hiểu sao cũng mấy ngày hôm nay mưa liên miên, nước lụt thì tràn khắp nơi. Nên họ kêu trách con với Chúa rất nhiều ạ. Thành cứ nói rơ rồi chứ. Cả tuần thì tối ở đấy làm việc cất lực ấy, mất nắm mà có chuyện đó được. Đúng rồi. Chết rồi chú ơi. Chị? Hôm trước chị sông lên xin cho được sạch. Chú mới cho một trận mưa to để tấu hết tất cả ra biển. Nhưng mà khi như mưa cả tuần rồi mà Chúa chưa cho dừng mưa chú ạ. Chúa dừng à? Chưa. Quả trời ơi. Nắng nhắc với tao cái. Cô quên. Trời ơi. Là cái vụ mà lành giả kéo dài là có phải là gió ta đẩy mặt trời ra sáo? Vâng ạ. Trời ơi. Cái vụ thủy triều dừng là gió kéo mặt trắng lại gần à? Vâng ạ. Trời ơi. Mình chủ mà mình nắng sớt suốt hết được cái. Qua cha là mẹ ơi, mình chuồng đến nhà tìm mố. Đừng đó. Thành Khoa, hỏi Thành thế chứ vùng Nghệ An cán tiếu. Dạ ngập rất nặng ạ. Quả, ngập nặng à, vùng Thuận Nghĩa cũng ngập. Ngập lên tới cổ con. Qua cha là mẹ ơi, nói thật chứ, quế túi ở đó đó. Mới lừa được con người yêu cùng ở đó chưa cưới được nè. Ôi trời, cha là mẹ ơi, dở hè. Mình chúa mà sơ xuất. Chú ơi, cái loài rắn hôm trước á, chú cho nó mọc hai chân, nó đang nổi loạn ở ngoài kia kìa. Nó làm tốc đạt cái bể mồm ấy đó. Mình chỉ có chuyện ấy. Làm gì có. Không tin cho nhìn thấy xem. Ai mua khoai một. Không? Đâu nào? Rắn đâu nào? Rắn đâu? Rắn đâu? Khoai em. Ê. Khoai cầm trường đây. Đâu? Rắn đâu? Ai. Đây mẹ, không ổn rồi. Này mẹ, con gì mà giống con rắn thế này? Con à, thế mày có phải là rắn không? Tắt. Quá. Chẳng gỡ mất nữa. Quá. Quá. Rắn chỉ mà gỡ mất rồi mấy. Trời ơi là trời. Chẳng lẽ một tuần cố gắng làm chùa của túi rồi là thất bại à? Ai cũng kéo trách túi rí. Trời ơi là trời, con tưởng mình chùa đơn giản lắm chứ hóa ra là nhọc như má luôn. Lạy chùa thật của con chịu thua ngài đi. Ngài dừng nến vũ trụ đẹp tuyệt vời, điều khiển nó một cách hoàn hảo. Còn con người chỉ có phá hoại cái vũ trụ Chúa tạo dựng nên thôi. Quyền năng ư? Quyền năng làm cho vũ trụ này nó hư hoại biết bao nhiêu. Lạy Chúa, xin đừng để là con làm Chúa nữa. Xin hãy cất quyền năng nơi con. Con nhận ra được như vậy là tốt. Nà, là ai đó nữa? Ta là Francisco Assisi. Thành Francisco không? Chào Thành. Vừa coi cho con làm chùa trong mấy hôm để con nhận ra công trình tạo dựng của Chúa thật tốt đẹp. Loài người không thể thách để Thiên Chúa được đâu, nhưng họ làm như thế, họ là Chúa. Con cũng đã thấy loài người phá hoại môi trường và làm cho thiên nhiên nổi giận nhiều quá. Tội này rất nặng, nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót nên đã không chấp tội ta. Dư phải mình rắn ở Thành. Bây giờ Chúa thể thu lại quyền năng nơi con và trở lại điều khiển mọi sự. Ôi, cho con dùng một lần cuối được không? Nhưng mà để làm chi?
con muốn dùng nó một lần để con lập vũ trụ này đẹp như chủ ngày xưa dựng lên luôn. Không cần đâu, con nên nhớ rằng Thiên Chúa yêu thương và tin tưởng con người nên đã giao phó vũ trụ này cho con người chăm sóc, gìn giữ. Cho nên chính chúng ta cần chung tay gánh vác trách nhiệm về ngôi nhà chung của chúng ta. Thành cứ nói rơ rơ rồi chứ, vũ trụ hơn tỏ ra rỉ mà nên con người gánh được. Con chỉ cần bắt đầu bằng những việc nhỏ bé thôi con ạ. Từ nay con và mọi người đừng có vứt rác bừa bãi, đừng chặt phá rừng, đừng diệt hại các loài động vật sắp bị tuyệt chủng, nhưng hãy giữ gìn nguồn nước, trồng thêm cây xanh, hạn chế ô nhiễm môi trường, hãy giữ cho bầu không khí nơi ta ở, ngõ xóm, giáo xứ luôn được sạch đẹp, ngăn nắp. Dạ, Thành nói con lý đó. Theo như thông điệp Laudato Si mà Đức Giáo Hoàng Francisco của cả con vừa công bố đó, thì cả con phải luôn ý thức rằng vũ trụ là món quà tuyệt hảo mà Thiên Chúa đã ban tặng cho cả con, nên cả con phải có ý thức giữ gìn, hãy làm cho môi trường được trong sạch, làm đẹp thêm cho thiên nhiên và sống hòa hợp với vũ trụ và muôn loài. Dạ. Ta nghĩ đó là món quà mà Chúa Hải Đồng rất thích. Nào bây giờ ta hãy cùng muôn loài cất vang bài ca ngợi khen Chúa. Laudato si, si, si.